Hello, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Còn mình là Cối Ca. Hôm nay mình các bạn cùng khám phá tập tiếp theo của Let's Color nha bạn. Trên màn hình bạn là Let's Color tập 30. Mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng trước khi mình review chi tiết hơn về tập truyện này nhé các bạn. Bây giờ chúng ta cùng khám phá tập 30. Đối với tập 30 này không siêu nhưng sẽ có quà, đó là tấm bó kẹt. Đây, bó kẹt đó là hình ạt bìa nha các bạn. Nó ạt của trang bìa luôn. Đây, ta để bó kẹt sang một bên. Chúng ta sẽ được một cái bì rời. Đây là bì rời được cán bóng của Squaller tập 30 nha. Giá tiền vẫn giữ nguyên 25.000 nha các bạn. Mua chiếc khấu thì có thể quanh quẩn 22-23.000. Đây, ở đây là bì keo bên trong, bì keo trắng đen, không có chân màu nào hết. Toàn bộ bên trong được in dưới shop và cũng là hình ảnh trắng đen, không có chân màu nào luôn. Tập 30 phúc âm Lost Color sau khi chia tách ma vượt vượt trội của Date, Mana đã lao vào một trận độ quyền cước hoàng túy của hắn, biến luật càng thảm trời cho thành vũ khí. Cơn hình nổ đang cuồn cuộn trào dâng trong cậu. Trong lúc đó, Nostroy tức tốc đến bên nhóm Karate đang vật lộn với Vanika vừa lấy được sức mạnh mới. Trận chiến đầy duyên nợ của gia tộc Shiva với Vanika và Madukula sẽ ra sao? Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn các bạn trong những video lần sau.